Xin chào các bác nhé, hôm nay Kho tiếp tục giới thiệu bác con bơm cứu hỏa chạy động cơ dầu nhé. Con này là chạy động cơ dầu 173F nhé. Dòng bơm cứu hỏa thì thường nó có 3 rộng, có 3 họng ra nhé. 2 họng 40 và 1 họng 50. Họng vào là họng 50. Đấy, con này là lưu lượng nước của nó là 30 khối một giờ. Đẩy xa là 350m, còn đẩy cao là 80m. Thực ra là nếu mà bơm cứu hỏa hộ gia đình thì mức độ đẩy xa và đẩy cao như thế là cũng rất là thoải mái rồi. Đấy. Con này thì thực ra là các bác mua về để phòng thôi. Đấy. Nên là các bác không nên mua loại có đề nhé. Bởi vì là nếu mà mình lâu mình không sử dụng ấy thì cái bình ắc quy của nó rất nhanh bị hỏng. Đấy. Nên là nhiều khi mà có vấn đề thì cần sử dụng thì có khi là không đề được. Đấy, con này nó là con giật nổ nhá. Còn nếu mà các bác muốn nhàn mà không muốn giật nổ ấy, bởi vì dòng động cơ dầu bao giờ giật nổ nó cũng rất là khó. Đấy, thì các bác mua thêm bộ cốt đề này. Đấy, thì các bác chỉ cần quay cốt đề, nhả cốt đề ra thì là máy sẽ nổ nhá. Thì khi đó nó hiệu quả hơn rất là nhiều và đầu tư và nó sẽ rẻ hơn là bộ củ đề và bình ắc quy. Con này thì nó có trọng lượng rơi tầm khoảng 50kg nhé. Bên em thì hoàn toàn là máy mới, bảo hành 6 tháng. Đấy. Đây, bộ phận giật nổ đây. Thì phụ kiện nó đi kèm này, một nọc giác này. Và các khớp nối nhé, khớp nối của họng 50 và họng 40. Bác nào mà có nhu cầu về con bơm cứu hỏa chạy động cơ dầu này thì cứ để lại thông tin nhé. Ngoài bơm cứu hỏa chạy động cơ dầu này thì bên em có những dòng bơm cứu hỏa chạy động cơ xăng. Đấy, tùy theo yêu cầu của các bác, bởi vì những dòng này thì các bác chủ yếu là để phòng là chính thôi. Nên là nếu mà các bác muốn rẻ một chút thì các bác mua dòng động cơ bơm cứu hỏa chạy động cơ xăng thì nó sẽ phù hợp với các bác. Đấy, còn bác nào mà muốn tiết kiệm nhiên liệu thì mua dòng bơm cứu hỏa chạy động cơ dầu. Nhưng mà thực ra cái dòng này thì các bác chủ yếu là để phòng thôi, chứ không ai muốn sử dụng những cái con dạng bơm như này. Đấy. Thì theo yêu cầu của tùy các bác. Đấy. Nên là các bác có yêu cầu về những dòng bơm cứu hỏa chạy động cơ xăng và động cơ dầu thì cứ liên lạc với bên em nhé. Rồi em sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà bác nào có nhu cầu về dòng bơm cứu hỏa chạy động cơ xăng, động cơ dầu thì cứ để lại thông tin nhé. Chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.